Dạ xin chào quý cô chú và các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của em ạ, kênh Lang Thang Nha Trang. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý cô chú và các bạn một cung đường, đó là cung đường Ngô Đức Kế. Và nơi em đang đứng ở đây đó là một cái ngã ba giữa đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Ngô Đức Kế mọi người. Đường phía bên kia đó là đường Tô Hiến Thành. Góc ở đây là chợ Xóm Mới mọi người ha. Và hôm nay thì xin phép mời quý cô chú và các bạn hãy cùng đi lang thang với em ở cung đường Ngô Đức Kế. Thì nếu mà để mà tiện việc tìm nhà hay là xác định vị trí thì rất là dễ mọi người ha. Mình chỉ cần hai hướng thôi, đó là từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây. Đó là từ số 1, số 2 của cung đường và đến cuối đường. Đây là đoạn ngay chỗ đầu đường Ngô Đức Kế. Nhìn cái cảnh này cũng rất nhớ lại cảnh ngày xưa mọi người ha. Nhất là chỗ mấy cái bến xe ngựa, bến xe đò. Những cô, những chú, những anh bán dạo thời bấy giờ. Và hiện tại thì năm 2022, anh này vẫn còn đi bán nước dạo. Nhìn ông rất là hay. Họ sinh sống bằng những cái công việc chính sức lao động của mình, chính đôi bàn tay của mình, điều đó rất là đáng quý. À anh này quay lại rồi. Sáng giờ bán được không anh? Lên đây anh. Bao nhiêu một chai nước vậy? Dạ 10 ngàn anh. Cho em một chai. Dạ. Mua ủng hộ anh ha. Ok anh. Cái này bữa giờ bán được không? Dạ được, nói chung ngày bà anh. Con ở chợ ủng hộ nhiệt tình không? Dạ, nói chung là cũng nhờ mấy cô mấy chị đồ ủng hộ giùm anh. Dạ. Cũng nhiều bạn hàng cũng nhiều. Em thấy anh bán cái này em lại nhớ đến hồi xưa hồi nhỏ quá. Vậy hả? Hồi nhỏ đi vô mấy bến xe mà đi Cam Ranh, Ninh Hòa rồi đó. Gặp mấy cô chú bán bánh bán nước rồi. Dạo rồi giống em đây hả anh? À đúng rồi. Rồi chúc anh buôn may bán đắt ha. Rồi cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe. Rồi nói chung em cũng chúc anh là cái nghề của mình nó thành công nha. Rồi ok rồi. Cảm ơn anh. Rồi xin chào anh ha. Rồi, cảm ơn anh. Sáng giờ đi cũng nhiều mọi người ha. Đi một vòng mà xung quanh mấy cái con đường này là cũng tiếp nước. Mới mua nước Atiso của anh chàng bên kia. Bây giờ tiếp tục mọi người ha. Ngay chỗ đây là một góc ngã tư giữa đường Võ Chứ và đường Ngô Đức Kế. Thì Võ Chứ ngày xưa đó là đường Nguyễn Trãi. Cũng có một người khán giả nhờ em quay một vòng ở cái khu ngã tư này. Và bây giờ xin mời quý cô chú chị các bạn hãy cùng đi lang thang với em luôn ha. Vòng ở ngã tư này, đây là chợ Xóm Mới, đường Võ Chứ.
đây là đường Võ Chứ mọi người ha. Góc cuối đường ở đây đó là những căn nhà số 75 cho đến số 81, 83 gì đó. Và đây anh ha, em xin gửi đến anh những cái khung hình ở Nha Trang của mình. Anh xem thử có sự thay đổi nào so với thời bấy giờ lúc anh còn ở đây không hả? Và ở đây thì phía bên đối diện đó là một cái phòng khám số 4. Phòng khám bệnh ưu tế cho một cái khu vực, một cụm khu vực ha. Ở Nha Trang cũng có rất nhiều phòng khám số 1, 2, 3, 4, 5. Dãy đây là đến số 81. Ở đây là có một cái cửa hàng bán đồ ăn sáng. Rồi phía bên kia là một quán cà phê. Góc đây là đường Ngô Thị Nhậm với lại Tô Hiến Thành. Cái chỗ bên đây nè mọi người ha, một cái nhà đang bỏ không ở đây. Ngày xưa cũng gần đây thôi, là một cái nơi cũng rất là thu hút được bà con dân Nha Trang. Thì đó là một cái khu nhà băng, hoàn toàn là bằng băng, với những kiến trúc, những cái chế tác rất là đẹp từ băng và từ đá, đá lạnh. Sau đó thì chắc kinh doanh thua lỗ nên đã không hoạt động nữa, dẹp nghỉ cũng từ khá lâu rồi. Đây là một chuỗi dãy số mà anh khán giả này muốn xem lại mọi người. À, bây giờ em sẽ tiếp tục rẽ qua bên tay trái để mà tiếp tục hành trình con đường Ngô Đức Kế. Và điểm đường Ngô Đức Kế này sẽ kết thúc giáp với lại đường Trương Định. Ở đây cũng là một cái chuỗi dãy nhà số 8, 10, 12. Wow, nhà này đẹp quá. Xây kiểu kiến trúc biệt thự. Căn nhà số 8. Ở đây là quán vịt tiềm. Lúc trước em quay đường Bạch Đằng em cũng đã review ở cái quán này. Bên đây là một quán bún bò.
Đây là một chuỗi nhà mà người khán giả này cũng muốn xem lại mọi người ha. Đây là ngã tư giao với lại đường Đống Đa, Ngô Đức Kế. Đó là sẽ giao với lại một góc ngã tư đường Hồng Bàng. Ở đây thì rất nhiều những cái cửa hàng tập trung về đây. Ăn uống có, cà phê có, dịch vụ đều có hết. Ở đây có quán phở Bạch Đằng mọi người, cũng nổi tiếng lắm nè. Một góc đường Bạch Đằng mọi người ha. Một góc đường Hồng Bàng, em xin lỗi. Một góc ngã tư đường Trịnh Phong, Ngô Đức Kế. Ở đây là trường mầm non Tân Lập 1. Phường Tân Lập này cũng khá là rộng mọi người ha. Trường mầm non là có đến 2 trường. Rồi trường tiểu học cũng có đến 2 trường. Hello. Xin chào cô. Cô ơi, cô sinh sống ở đây luôn hả? Là cô ở đây, chỗ đây là buôn bán luôn hay là cô ở đây luôn? Vừa bán vừa sinh hoạt ở đây, ăn ngủ ở đây luôn. Wow, chị chỗ nào cho ngủ đâu, con thấy nhỏ quá mà. Cô có thể chỉ được không? Đó. Chỗ mình mà mình ngủ á. Đó. Chỉ có nhiêu đây thôi. Cái đầu cao, cái chân cong lại rồi cái lưng phủ nè. Wow, cái gì có chút xíu là chưa được một mét vuông nữa. Thì bởi cái này tại vì là cái chỗ mua bán mà, ở ngoài đường mà. Ở đây là mình sinh hoạt này từ lâu chưa cô ha? Cũng mấy chục năm rồi. Wow, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi, từ ăn từ làm. Dạ, ở đây mình còn dùng cái lò xô này hả cô ha? Vâng, dùng lò xô. Dùng bằng dầu hôi đúng không? Dầu lửa. Dầu lửa mà bây giờ sắp sửa là nó hủy cái dầu lửa, mình biết lấy đâu mà nấu gì, nấu than. Dạ, chuyển qua nấu than nó củi cũng đỡ. Ủa em là bên YouTube hả? Dạ đúng rồi. Dạ cô tên gì cô hả? Lê Khánh Tuyết, 28, Ngô Đức Kế, sinh năm số 3. Dạ như mình chỉ còn có một cái chân thôi. Bẩm sinh không lấy chân giả được, bị sát tháng. Dạ bẩm sinh. Vâng. Dạ. Vậy cô ở đây có một mình cô thôi. Thì sinh hoạt cá nhân ở đây, còn ông bà già thì đối diện nhà ông bà già thôi, còn mình sinh hoạt ở đây. Dạ rồi. Dạ. Vậy có khi nào có dịp con quay lại đây con thăm cô sau ha. Vâng. Dạ. Có dịp gì khuyến mãi thì ghé thăm. Ủa dạ em rồi. Ở đâu gần đây?
Dạ ở Tôn Đản á. Dạ. Tôn Đản. Ở đây mình bán là bán cái gì vậy cô ha? Nói chung thì bây giờ là nó gọi là tạp hóa, cho nên nó tùm lum la. Dạ. Gọi là tạp hóa bây giờ là không có mấy cái, nói về tạp hóa thì không có bán không được. Bây giờ không, nó không có được bao nhiêu như thời đây. Dạ. Giờ chỉ bán thuốc lá với lại cạc điện thoại kiếm sống qua. Rồi này. Rồi thu nhập được không? Ổn định không? Ế lắm. Một ngày thì, được bao nhiêu tiền? Thì nó ra thì một hôm á là trên 200, bây giờ khoảng trên 100 rồi. À. Ăn uống tàn tiền. Dạ thì dạ. Mới đi nhà thờ về mới ăn sáng, bây giờ mới bắt đầu ăn sáng. Dạ dạ. Thôi kệ, cố gắng con ha. Vâng, bánh mì cũ này người ta trả xong người ta bán 11 ổ 10.000. Dạ. Đó, pha cà phê gói rồi ấy trong chai nước trà nấu rồi ăn sáng. Rồi mình chấm mình ăn. Không, mình cứ nhâm ăn rồi uống gì. Ăn bánh mì không thôi. Vâng. Wow. Thì quá. Nói chung thì cũng về cuộc sống này với lại dạ. Đừng để nợ nần là được rồi. Dạ rồi tốt quá. Dạ, dạ rồi, chúc cô sức khỏe ha. Em cũng mạnh khỏe. Dạ chúc cô buôn bay bán đắt luôn. Rồi có điều kiện con trở lại đây con thăm cô. Cô thì đối diện 28 Ngô Đức Kế. Dạ rồi dạ. Dạ con biết rồi. Dạ. Em may mắn vui vẻ nha. Dạ cảm ơn cô, chào cô. Dạ dạ. Chào cô. Em ở Tôn Đản là gia đình em hả? Dạ đúng rồi, dạ. Ở đây là một góc đường Lê Đại Hành ngay ngã tư. Ở đây là một cái quán chè cứu đói mọi người ha. Và ông chú này là một bạn, em cũng là bạn hàng của ông chú này luôn. Chào chú. Bữa giờ bán được không? Bán được. Từ lúc mà con không có làm gần đây nữa là cũng không có mua chè được nhiều ha. Ở xa quá ship hàng cũng khó. Cái lúc còn mua ở đây là toàn là 20 trở lên. 20-30 ly trở lên không? Bây giờ chè mình bao nhiêu một ly chú? Chè có bảng giờ 8.000. Thì nói luôn đi, bảng rồi nữa mệt chứ. Chè 8.000, sữa 8.000 ha. Để con quay mấy cái nồi chè của mình. Ở đây con chưa thấy cái chè đậu đen trong góc kia. Bữa giờ mình bán ổn định không chú? Một ngày bán hết sớm không? 3 giờ chiều là hết. Có bữa còn tới sớm hơn mà vẫn hết ha. Cũng có lúc có tới sớm hơn cũng hết. Dạ dạ rồi, thấy nhà mình buôn bán vậy là con mừng quá. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn cô chú ha, cảm ơn cô chú chia sẻ. Chúc gia đình sức khỏe luôn nha. Rồi, dạ rồi, xin chào. Bà này thấy tôi không cười cười miết bà. Đó, mắc cỡ rồi nha. Bữa sau tôi tới chè là bả thêm vài hộp đậu đen nha. Rồi xin chào. Ở đây em ăn từ nhỏ tới lớn luôn mọi người, cho nên là cô chú với lại bạn gái đây quen mặt luôn. Đây là đường Lê Đại Hành mọi người ha. Chuẩn bị tới góc ngã tư đường Mê Linh. Và những hộ dân ở xung quanh đây là hầu như là theo xóm đạo. Ở bên đây là có một ngôi nhà là chuyên có những cái tượng rất là đẹp. Đó là tượng bên Thiên Chúa mọi người. Ngã tư đường Mê Linh. Góc này thì lúc trước em cũng đã có ghi hình vào buổi sáng sớm. Đó là em quay khu nhà lá năm xưa.
đây là một ngõ hẻm thông ra được đường Trần Nguyên Hãn. Ngay cái góc đường đây nè mọi người ha. Đường đây ạ. Buổi chiều tầm khoảng 12 giờ trưa thôi sẽ có bán bánh canh củ đói 500 đồng là từ thời ngày xưa, và bây giờ là 8.000 đồng rồi, 7.000, chính xác là 7.000. Ở đây là một cái chợ nhỏ, chợ phát sinh. Chỗ đây là quán bánh mì mà hồi bữa em ăn bánh mì chả cá, quán Cổ Thái ha. Mà có một anh khán giả là anh Vũ, anh Vincent Vũ đã nhớ ra cô này là Cổ Thái. Đây là hẻm định cư. Dạ rồi, và ngay góc này là một cái đoạn ngã đi ra đường Trương Định. Tới đây là cũng đã hết đường Ngô Đức Kế. Em cũng xin kết thúc video. Rất cảm ơn cô, chú, anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi, để cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau. Trân trọng.